Cái này bên này đây. Ok, ok. Bên này đây, bên này đây, bật lên cái máy này đi. Rồi, đang quay. Ok, ok. Xin chào các bạn. Mình tên là Vũ Văn Hội, mình là giảng viên diễn trận. Hôm nay trong một ngày đẹp trời ngày 21 tháng 9 năm 2017, chỗ này là bên phố nhà thờ tại Hà Nội. Mình có vinh hạnh lại được ngồi với giáo sư tiến sĩ Phạm Bùi Quốc Châu, nhà phát minh của phương pháp diễn trận. Thì hôm nay mình xin thầy cho mình phỏng vấn một cái đề tài cực kỳ là thú vị các bạn ạ, mà rất là thời thượng nữa. Đó là cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những cái mối liên hệ đối với diễn trận ra sao. Thế thì nói đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư và diễn trận thì chúng ta thường thấy là hai cái này hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Một cái là một cuộc cách mạng công nghiệp rất là công nghiệp, một cái là liên quan lĩnh vực y học. Vậy thì hai cái này có cái mối liên quan gì với nhau không? Thế thì trong buổi sáng nay mình nói chuyện với thầy để tìm ra được rất là nhiều điều lý thú, và hóa ra nó lại có mối quan hệ với nhau cả về tư duy và một số điểm nữa, nhưng nó cũng có những cái điểm khác đặc biệt và có những cái mà diễn trận có thể khắc phục được cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này trong cái lĩnh vực y học. Thế thì hôm nay mình xin thầy là cho mình phỏng vấn và sẽ đi chi tiết vào cái đề tài này. Thì bây giờ mình sẽ xin giới thiệu với các bạn về cái lịch sử của các cuộc cách mạng trong lịch sử của nhân loại. Thế thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất nó diễn ra vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Nổi bật của cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất này chính là loài người đã tìm ra máy hơi nước. Máy hơi nước này người ta ứng dụng trong công nghiệp, tức là trong cái nghề diệt may này, trong nghề vận tải đường sắt này, tàu xe lửa chạy bằng máy hơi nước này. Đó thì nó giúp cho con người ta cải thiện cái sức lao động và giúp cho con người ta vận chuyển dễ dàng hơn. Thì đến nửa cuối thế kỷ thứ 19 là người lại chuẩn bị chuyển sang cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Thế thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai này nó lại tiếp tục từ cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, tức là lúc này là người ta sản xuất hàng loạt, các nhà máy sản xuất hàng loạt, mà nổi bật nhất là hãng Ford. Người ta ứng dụng cái công nghệ của lần thứ nhất vào trong cái các xưởng nhà máy, tức là lúc này rất nhiều nhà máy người ta sản xuất rất là nhiều sản phẩm cùng một lúc. Thì bắt đầu đến thế kỷ thứ 20 thì người ta đã bắt đầu sang cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Thì cái nổi trội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba này là gì các bạn? Chính là cái mà các bạn đang dùng bây giờ, chính là mạng internet, chính là 3G, chính là cái sự kết nối toàn cầu với nhau. Và lúc này thì người ta đã bắt đầu ứng dụng tự động hóa vào trong các ngành công nghiệp sản xuất rồi. Rồi đến năm 2013, tại nước Đức người ta đã khởi đầu cái khái niệm về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này bắt đầu từ những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. Tức là trước là internet, trước là có dây, trước là máy tính. Thì bây giờ người ta chuyển sang hoàn toàn là không dây. Và người ta kết nối trí tuệ nhân tạo, robot tự động hóa này. Rồi người ta tất cả mọi vật đều có thể kết nối với nhau. Và nổi bật đó là cái từ là vạn vật kết nối và trí tuệ thông minh, trí tuệ nhân tạo. Thì cái thành quả của cuộc cách mạng này là gì? Nó đã diễn ra 4 năm rồi. Và bây giờ có thể nói là đang trong cái thời kỳ phát triển nhất của cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này. Nổi bật là gì? Trong giao thông thì các bạn đã thường được đi Grab, Uber. Đấy là hai cái biểu hiện của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Rồi cái gì nữa nào? Rồi ví dụ là mình chỉ cần sử dụng cái điện thoại này, mình kết nối với cả một chiếc máy ảnh rồi mình điều khiển từ xa, mình có thể bấm chụp bất kỳ lúc nào. Hoặc là khi các bạn bước vào một căn nhà thì cánh cửa sẽ tự động mở ra, rồi cái ngôi nhà thông minh smart home nó sẽ phân tích cái khuôn mặt của các bạn. Các bạn đang buồn thì nó sẽ bật một bản bản nhạc vui, rồi nó sẽ tự động đo thân nhiệt huyết áp của bạn để nó tính toán. Khi mà bạn bước vào nhà tắm, nó sẽ tính toán cái nhiệt độ của nước tắm cho các bạn phù hợp. Tức là một căn nhà thông minh mà mọi vật trong căn nhà này đều kết nối với nhau và phục vụ các bạn. Như vậy là các bạn chỉ việc hưởng thụ mà không phải làm gì cả. Tức là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này nó diễn ra rất nhanh và mạnh. Và nó làm cho cái xã hội của chúng ta thay đổi về sản xuất, về đi lại, về cách ăn uống, về sinh hoạt và giao tiếp với nhau. Thì cái kết quả của cuộc cách mạng này nó đem cái thực tế vào trong thế giới ảo và thế giới ảo vào trong thực tế, tức là giữa thực tế và thế giới ảo gần như đã đan xen và song hành. Và có những cái nước người ta đã sản xuất ra được những con robot mà nó có thể tự học được. Khả năng tự học của robot thì các bạn hiểu rồi đấy, robot mà tự học được tức là nó sẽ học nhanh hơn con người, nó sẽ ghi nhớ tốt hơn con người và nó sẽ làm việc tốt hơn con người. Như vậy là trong tương lai không xa, con người thì sao? Đầu sẽ to ra, chân tay dài ra. Lúc đó con người không phải làm gì thì chỉ con thằng bạn đầu to đi. Như vậy, như vậy là cái tiêu cực của cách mạng này á, tức là con người
sẽ bị lười nhác và dễ ỉ lại vào những cái tự động, và cái hệ quả của nó cũng không thể không nhắc tới là robot nó sẽ lấn chiếm con người. Đó. Thế thì trong cái y học và trong diện chẩn thì ra sao? Trong diện chẩn thì tí nữa đoạn cuối mình sẽ nhắc đến cái khắc phục hệ quả của nó bằng diện chẩn. Thế thì trong cái tư duy vạn vật kết nối của công nghiệp lần thứ tư, tức là mọi vật đều có thể kết nối được với nhau, thì sáng nay mình nói chuyện với thầy thì thầy nói với mình một câu mà mình nghe rất là thấm thía. Thì trong diện chẩn có ứng dụng cái thuyết là nhất nguyên luận và vạn vật đồng nhất thể. À thì nó lại tương đồng với vạn vật kết nối trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cái này cực hay. Thì cái thuyết nhất nguyên luận thì nó đã có từ thời xưa rồi, nhưng mà ứng dụng mà trong y học hoặc là trong thực tế thì không có. Chỉ từ khi đến thầy Châu phát minh ra diện chẩn năm 1980, thầy đã ứng dụng thuyết nhất nguyên luận vào trong diện chẩn. Thế thì cái mối quan hệ giữa hai cái tư duy vạn vật kết nối và vạn vật đồng nhất thể này như thế nào, thì mình sẽ xin mời thầy sẽ giải thích cho chúng ta nghe về cái lịch sử của nhất nguyên luận và cái ứng dụng của nhất nguyên luận vào trong diện chẩn ra sao nhé. Là con xin mời thầy ạ. Xin mời là thầy trò nói chuyện thì nghe hội mà trình bày cái nói nãy giờ, tức là cuộc cách mạng lần thứ tư về công nghệ thông tin ấy, thì thầy thấy ngay là có một mối quan hệ tương đồng. Nhưng cái lạ nhất là loài người ấy, tại làm sao nó ở những mạng khác nhau nhưng nó lại có những tư duy giống nhau, tư duy giống nhau đó, cái đó là lý thú. Cho nên thầy mới nói là thì thầy đã làm chuyện này từ năm 1980. Bởi vì trong sách mà các bạn có học về diễn chẩn thì có thấy thì để là nhất nguyên luận, tất cả là một, thì trong đó một là tất cả là một. Thứ hai là cái thuyết đồng ứng, tức là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu từ trung tâm dịch lên anh. Nhưng mà thầy thêm một vế nữa là đồng hình tương tụ, từ đó mới đẻ ra diễn chẩn. Vì thế nó có những cái gặp nhau rất là lạ lùng. Một bên là công nghệ, máy móc, một bên là từ tư duy triết học, tư duy đạo học. Thì thầy đã ứng dụng nó vào trong lĩnh vực y học. Thì ví dụ như bây giờ thế này, cái đầu tiên á, người ta thường thường bình thường á, như bây giờ nó nói đói ăn rau đau uống thuốc, tức là thuốc tây thì đau thì nó đang cho uống thuốc, rồi sau này có giải phẫu tiến bộ, bây giờ làm máy móc. Còn bên đông y thì uống thuốc bắc rồi có châm cứu rồi cũng lại có những cái bây giờ dùng máy móc. Nhưng mà những cái đó đó thì nó so với diện chẩn thì là diện chẩn nó có những bước phát triển khác. Ví dụ bây giờ nó đau đâu trong đó và người ta phải làm ngay cái trên cơ thể người bệnh. Còn ví dụ đau tay, châm tay, đau chuyện châm trùng, nói chung là đa số là làm cục bộ. Nhưng mà lên cái diện chẩn thì vận dụng cái thuyết nhân nguyên lượng thì cái mặt á, đúng lý cái mặt không thì lại thấy hình người trên mặt. Đầu tiên là tìm ra là cái hình người dương ấy. Thì cái lỗ mũi này á, sống mũi là sống lưng. Rồi hai chân mày là hai cánh tay, chân là cái đầu. Xuống đây là cái mông, đây là cái chân đầu gối, xuống đây là bàn chân. Tức là nó có thành một hình ảnh thu nhỏ, hình ảnh một con người thu nhỏ trên một cái mặt. Tức là cái bộ phận này có mối liên hệ với bộ phận kia. Liên kết là tức là đây là xuất nhân nguyên lượng. Thì mình nhìn thấy cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nó cũng nói thế. Vật này có thể kết nối được với vật kia và hai cái vật nó đều có mối quan hệ với nhau. Thì khi mình nói câu là tất cả là một, một là tất cả. Có nghĩa là tất cả trong vũ trụ này đó, không phải nói trong trái đất này, vũ trụ này tất cả liên kết, nhưng mà liên kết vô hình mà mình không biết. Mà thầy nói những cái mắt lưới á, gọi là net á, internet tức là lưới, thì cái mắt lưới đó là nó kết nối mà trong một trạng thái vô hình, cho nên mình không biết gì trên. Nhưng mà cái điều chắc chắn là nó có liên kết nha. Ví dụ tại sao người ta nghĩ rằng có người hành tinh, mà người ta nghĩ rằng có thể có liên kết với người hành tinh, thì đó là cũng là sự liên kết nhau, mà thầy nói liên kết ở dạng mắt lưới. Cho nên chính như mới giải thích tại sao mình nhìn chẩn, thầy giải thích này. Ở đây thì mình nói là bàng quang là gì, nó giống mình bàng quang. Nhưng mà theo Tây y thì không có thần kinh nào ở đây đi xuống cái bàng quang. Hoặc là trong Đông y cũng có cái chỗ cái cà mà làm sao không có đường đi xuống túi chân. Như bàng quang kinh đi tới đây thôi, nó đi phía sau. Thì như thế rõ ràng rằng nó đi qua một bước mới, là không cần theo cái luật tự nhiên mình có mắt mình thấy nữa, mà nó đi chỗ ngoài có mắt mình thấy. Thì cái đặc điểm của diện chẩn là như thế. Rồi còn cái thứ gì nữa, bây giờ mình phát triển theo cái kiểu mà hội nói mà phát triển công nghệ thông tin đấy, thì mình thấy rõ ràng là ở đây đã là không có dùng thuốc nữa, trong cái diện chẩn này không dùng thuốc. Và tác động theo mới bây giờ thì thầy nói bây giờ thì mình vẫn học là tác động theo đồ hình.
và tác động theo lĩnh vực đồng nghi hoặc tây gì đó, và tác động từ việc trong những bước phát triển mới kể từ đây thì thầy sẽ giới thiệu thêm một cái vận dụng, cũng vận dụng lý nhân nguyên, tức là mình tác động bất cứ nơi nào ở trên cơ thể mình thì mình cũng để có đạt được kết quả, là vì nó là mắt lưới, cho nên ví dụ mình giữ cái mắt lưới chỗ này thì nó phải động cái mắt lưới chỗ khác mà mình không thấy căn cứ theo đồ hình nữa. Ví dụ mình táo bón thì phía trước có nói chuyện với anh Nguyễn đó, táo bón thì theo lý thuyết động hình thì mình sẽ quay ở cái này miệng mình này, thì đây nó phản chiếu cái ruột già, phản chiếu đường ruột, cái nó đúng thì nó hợp lý, vì gì mình có gì hết cái hình thì biết. Nhưng mà thầy nói với anh Nguyễn lúc hôm trước đó thì thầy nói rằng cái đó là xưa rồi, bây giờ em tác động bất cứ nơi nào ở trên cơ thể, khi em gãy đầu mà em thấy cảm nhận được á, thì nó bắt đầu cái đường ruột nó quặn và cũng đi còn được, và những cái bệnh khác cũng tương tự như thế thôi, thì nó đi vào chỗ vận dụng lý nhất nguyên. Hồi xưa nó còn có bài bản, tức là phải theo cái đồ hình nó giống như vậy, hoặc là theo kinh lạc thì mới giải thích được cái chuyện tại sao như vậy, thì nó rất là hợp lý. Nhưng bây giờ đi đến chỗ cao hơn nữa là mình không cần cái đó nữa, mình cần đủ bất cứ cái điểm nào ở trên cơ thể nó cũng giải quyết bệnh. Thì cái này nhờ cái nhất cái nhất nguyên chỉ đó, cái nhờ cái đó thì mình sử dụng cái nhất nguyên chỉ ở một điểm nào đó bất kỳ, thì mình chỉ mình làm cho đúng mấy cái tư thế nó về thủ pháp đó, thì mình sẽ nhận được cái một phản hồi nó chạy lần lần. Ví dụ mình chăm chỗ nào đó mình đánh ngồi đấy nó chạy lần lần tới cái nơi mà có bệnh. Tức là như vậy là nó dựa trên cơ chế, thứ nhất là nước chảy vào trụ, dù tác động bất kỳ một điểm nào trên cơ thể thì nó đều chuyển đến về nơi có vấn đề, chảy về nơi có vấn đề. Tức là nó sẽ đưa thông tin lên não, não sẽ tự điều khiển đến lập lại cân bằng chỗ có vấn đề. Và thứ hai nữa là nó kích hoạt cái khả năng tự điều chỉnh của cơ thể, chữa bệnh của cơ thể. Đó thì như vậy là tác động vào bất kỳ bộ phận nào nó đều có mối quan hệ với bộ phận kia. Mới như vậy nó rất mới, tức là một tư duy nhất nguyên luận có từ rất xưa rồi, sau đó năm 1950 thầy ứng dụng trong diện trận lập ra các đồ hình, và bây giờ nó lại hoàn toàn trùng khớp với cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tư duy chủ chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là vạn vật kết nối với nhau, vạn vật đều có mối liên hệ với nhau, và diện trận tất cả các bộ phận trên cơ thể người mà nó đều có mối liên hệ với nhau. Một là tất cả là một. Thì khi mình giải thích cho nó bị gì tiếp theo con nó ngắn quá mà mình không có giải thích và mình không ứng dụng trên thực tế thì đó thật là khó hiểu. Mình thì rất nhiều người đọc con nó chứ không phải một người. Thì thầy chỉ là thầy viết trong sách thì thầy nói thầy là chỉ là người ứng dụng thôi. Cái lý thuyết nó của cổ nhân của nhân thầy nhưng mà thầy chỉ là người ứng dụng thôi, nhưng mà có thật sự là có hiểu ứng dụng được, đúng không? Mà thầy ứng dụng vào trong lĩnh vực y học đó. Bây giờ ví dụ thì nó có phát triển mới nữa mà thì nghĩ rằng hiện nay trên thế giới cũng chắc là chưa có nước nào làm. Là cái vấn đề là bây giờ cái telephone, ví dụ bây giờ theo cái lý thuyết nhất nguyên là tất cả là một. Thì cái màn hình này á, ví dụ người bệnh nhân mình chụp hình người bệnh nhân á vô cái máy này mình hiện ra hình đó, thì cho dù cái người bệnh nhân nó ở bên Mỹ nó bên Úc nó ở đâu không nghe đến cái màn hình, mình vẫn chữa được trên màn hình này. Thì cái chuyện này thì đặt tên là Bình Công thì đã bắt đầu xuất hiện cũng là hơn 10 năm nay. Hơn 10 năm nay lúc thầy còn ở bên nhà cũ. Năm 2008 đấy, đúng không? Dạ, hoặc là trước đó nữa. Thế thì thầy nhớ là hơn 10 năm. Thì người ta ngang nhiên nói, ủa, trời thầy sao làm giống bùa phép ở đây? Nên nó không phải bùa phép mà vận dụng nguyên lý nhân nguyên. Tại vì nếu mà các bạn coi á, cái hình ở trên màn ảnh này, nó giống như người thôi. Thì giống cái trường hợp mà em nói mà cái mạng công nghệ thứ tư đó, mọi thứ đều có kết nối với nhau. Thì rõ ràng cái hình trên màn ảnh của cái máy cell phone này nè, thì với cái người kia vẫn là một, vì nó chứng nhân nguyên mà. Tức là người đó và hình là một, thì mình mới làm được, chứ nếu hai thì sao mình làm được. Đấy, cũng như mình sinh đôi cũng như mình nói chân mày là cánh tay, chân mày là chân mày chứ là sao chân mày là cánh tay. Nhưng mà nếu mình chứng minh được thực tế thì mình chữa được, mình tác động qua tiếng mày là cánh tay hết đạp, thế đó mình dân gì chẳng làm được biết đâu. Thì cái lý thú chỗ này nè, nó không dừng ở chỗ màn hình không, ví dụ cái tiếng nói hoặc là chữ viết thì cũng là một. Bị đã khi chúng ta nói tất cả là một, thì chúng ta có thể chữa bệnh cho cây cối, chúng ta chữa bệnh cho máy móc, biết là tất cả là một thì everything, tức là tất cả mọi thứ đều là một thôi. Thì chúng ta tác động này cũng là tác động nơi kia, tác động tại chỗ cũng là tác động ở xa. Do đó nó mở ra một cuộc cách mạng y học mới, cái dạng mới rất mới mà nó phù hợp với cái sự phát triển về công nghệ thông tin trên thế giới này. Thì cái lý thú là sẽ mời mà thầy nói với em là thầy phát hiện rằng
nó là một sự trùng hợp. Sự trùng hợp. Mà sự trùng hợp này nó đưa đến nhân quả tới một chỗ thế này. Nếu mà chúng ta đi cái dạng như mà nó không thông tin thì nó sẽ rất nguy, nguy cái chỗ này mà. Cái cơ thể con người mình cái gì mà không có tận dụng nó biến dạng lần lần, nó teo nhỏ lần dần. Vâng. Chứ đừng có tưởng nó rất nguy hiểm. Nhưng mà may quá mình chế ra cái hiện trận tiền này, nó có dụng cụ cầm tay. Vâng. Ngoài cái chuyện mà chữa trên màn ảnh hay gì đó, lời nói gì đó. Vâng. Để là có những dụng cụ mà mình cầm tay để mình lăn mình gào gì đó mình làm vậy, tức là tay chân mình cũng vận động, mình tiếp xúc cái cảm giác mình tiếp xúc vô cái tay này bằng thì nó cũng cảm giác thật, mà. Chứ không phải cảm giác ảo. Mà. Thì cái này trong cái hiện trạng có điểm đặc điểm là nó có hai phần âm dương, mà. Một phần là vẫn là cụ thể sờ mó nhìn thấy được, mà. Một phần là ảo, cái này là ảo nè, chứ bình trong màn ảnh chính là ảo. Mà. Thì thầy biết đó, thì thầy là người là đầu tiên làm cái việc mà chữa bệnh qua màn ảnh điện thoại. Vâng. Cũng như qua ý công tương lai, thầy có nói rằng trong tương lai đó mọi người sẽ chữa bệnh Mỹ. Vâng. Ví dụ bây giờ mọi người bệnh học viên hoặc bệnh nhân thẻ bên Mỹ điện thoại đó, thì cho em bây giờ em đang đau cánh tay quá thì giúp em. Vâng. Thì ý nghĩa thầy lập tức xuất hiện trong não và thầy sẽ nghĩ về cái người bệnh đó. Hồi trước còn biết hình, cần biết hình người đó, nhưng bây giờ thầy không cần biết hình nữa luôn, thầy chỉ nghe tiếng nói và thầy nghĩ như về người đó, hoặc là nói em ở tiểu bang nào. Thì nó nói ở em ở California. Thế là hình dung đó và cái tư tưởng này sẽ đi về đó. Và lập tức nó đi tìm cái người đó. Và đi vào ngay chỗ đau của người đó. Nó điều khiển thì cái chuyện này thầy làm cũng trên 10 năm nay rồi. Và kết quả thực tế nó không phải là 100% đâu. Tại có người nó không hợp thì nó mình phải đổi qua cái dạng khác. Nhưng mà nói chung kết quả cũng không tệ. Mà. Cũng không tệ. Vì ở đây không gì tuyệt đối hết. Nếu mà nó phải 80% là quá tốt rồi. Mà. Thì cái này nó không phải là cái chuyện mà nó quá tệ. Thì chúng ta một mặt thì công nghệ thông tin này vào nó phát triển quá xa quá nhanh luôn, mà. Thì ai giờ là bên cạnh đó mình làm thầy làm cái thầy chế ra cái diễn cảnh rồi những cái người công đó thì để chữa bệnh cho con người ta đó, mà. Thì cũng theo kiểu như thường, mặc dù mình không hề biết, thầy không hề biết cái chuyện mà hội đường gì nói đâu, mà. Sáng nay thầy vẫn nghe em nói rằng thầy đâu có đọc văn làm gì, nhưng mà vô thì đến trụ rồi thầy mới nói với hội là a à, sao ngủ quá có sự trùng hợp, mà. Thì như thế rõ ràng rằng cái y học mà đặc điểm là đại diện là cái diện cảnh đó, mà. Trong việc y đạo mà. Thì nó vô tình nó cũng tiến bộ rất nhanh, tiến bộ rất nhanh với đó, mà bên kia là cả biết bao nhiêu nhà bác học, mà. Đó là người ta làm chúng ta một người bên đây thì thầy nghĩ ra cái này, mà nên nhớ rằng chúng ta rất cảm ơn cổ nhân Đông Phương Á Đông là đã đẻ ra được cái câu ha và nhận đồng nhất thể, cho nên thầy có chữa cây cối cũng được, chữa con thú cũng được. Mà có một cái nói mà ai học thầy thì không có cười mà không có nghi ngờ thì chữa, em biết chữa ngay di trùng luôn, tức là có những bệnh nhân đấy thì cháu ơi bây giờ ba em đau gần chết mà bác sĩ nói di trùng đang lan ra làm sao, thì thầy nói đúng là thầy sắp đi Canada, thầy nói với mình mà bán đồ đó. Thì nói rằng bây giờ nói với cô đó nói rằng đọc con 660 cũng như mật khẩu vậy đó, thì nói rằng di trùng lan ra khỏi cơ thể ba tôi đi. Thì kết quả là ông già ông sống sau 3 tuần thì cái chuyện nó có thật đó. Thì đưa về nhà coi như ông sống tới giờ, thì cho nên cái đó là một chuyện thầy chỉ vận dụng cái này thôi, vận dụng là dạng nhận đồng nhất thể thôi, thì được bây giờ con bò con mèo con heo con chó con di trùng cũng là con dạ. Tức là nó là động vật, nó di động được, cho nên rồi mình vận dụng cái lý đó mà đưa vào cái thực tế chữa bệnh dạ. Mà đạt kết quả cũng không là. Cho nên đó là một cái điều mà để thầy nói hôm nay sẵn cái dịp hội phỏng vấn thì thầy có nói rõ cái đó, và để cho những người chưa biết thì có thể người ta nghĩ rằng cái này nó rất quyền quạt mà nó có thể nói là cái điều khó tin mà. Nhưng mà đây là chuyện thầy làm trên 10 năm nay và học sinh rất nhiều người học sinh áp dụng chứ không phải một mình thầy mà. Thì nói rằng là tại có thể thầy do thầy luyện khí công lâu quá hoặc là thầy sau đó không biết có bộ phép gì hay là không không biết, thật sự không có bộ phép gì cả mà vận dụng nguyên lý thôi, nó là khoa học thật sự luôn. Và trong tương lai các bạn sẽ thấy rằng càng lúc càng có nhiều người có thể chữa bệnh giống như thầy, chứ không phải một mình thầy đâu, mà nói thầy có cái gì đó hơi đặc biệt mà. Ừ, mọi người đều làm được, tất nhiên không có thể là không mạnh bằng thầy là do người ta không có kinh nghiệm nhiều bằng mà. Và người ta không có tập khí công lâu như thầy. Đó là cái sự muốn trình bày hôm nay để cho các bạn biết diễn dẫn rồi hoặc là không biết, thì nhân cơ hội này thầy muốn trình bày để cho các bạn rõ hơn về cái phương pháp diễn chẩn điều khiển phương pháp mà thầy đã tìm ra cái đây hơn 7 năm, cũng như những cái phương pháp khác mà thầy gọi là quyền công nó cũng nằm trong đó, cũng như giám dự khí công. Dạ vâng, như vậy là chúng ta thấy rằng ấy,
Thế tư duy của cổ nhân và tư duy trong Diện Trần là vạn vật đồng nhất thể. Và đến năm 1950 thầy đã ứng dụng triệt để cái tư duy này vào trong việc chế phát chế ra ra Diện Trần. Thì thật là quả thật là rất là thú vị, mà đến năm 2013 người ta tìm ra cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư nó khởi phát, thì cái tư duy chủ yếu của cách mạng này là mọi vật đều kết nối được với nhau. Và hai cái này từ cổ nhân dẫn đến hiện đại đều cùng một chung một cái tư duy. À thế thì nếu mà cái đỉnh cao của cuộc cách mạng này ấy, thì giữa thế giới thực và ảo nó không còn là ranh giới nữa, và mọi vật đều có tri giác, đều có tiếp xúc với nhau nữa. Thì không ngờ cái điều này ngày xưa người ta không thể ngờ được, không ngờ được là một vật vô tri vô giác lại có thể tiếp xúc, có thể giao tiếp được với nhau. Thì đấy là cái đỉnh cao của cách mạng công nghiệp này. Nhưng cái hạn chế của nó ấy, là lúc đó con người sẽ bị lệ thuộc vào máy móc, con người quá ỷ lại, và lúc đấy cái chăm sóc y học cho con người thì như thế nào? Thì Diện Trần là một cái ngành y học nhân văn, nó lại đưa con người ta trở về với bản thể tự nhiên, tức là con người ta lúc đó vẫn sử dụng những công cụ thô sơ đơn giản, nhưng lại có thể khắc phục được bệnh không cần dùng những máy móc, tức là giúp cho con người ta phát triển một cách tự nhiên. Còn nếu mà những kia phát triển là về trí tuệ này, thể xác này, tinh thần một cách tự nhiên, tức là rốt cuộc ấy, dù có phát triển đến cỡ bao nhiêu chăng nữa, người ta cũng phải quay trở về với bản thể tự nhiên vốn có của loài người. Nếu không là con người ta sẽ dẫn đến cái lối mòn, sẽ bị tụt hậu, và lúc đó thì dễ dàng sẽ bị robot đánh bại chẳng hạn, đúng trí rồi, tuệ đúng nhân tạo đánh bại sợ những cái gì đó. Nhưng mà thế thì rốt cuộc ấy, Diện Trần sẽ khắc phục được những điều này. Diện Trần là một môn y học nhân văn, sẽ giúp cho con người ta đạt được những cái thành tựu và khắc phục những cái khó khăn kia. Vì em nói nhân văn thì sẵn đây nói luôn, nói chung bây giờ là người ta chế nhiều tiếng máy hiện đại đúng độ mình không tưởng tượng được. Một trong những sản phẩm đó là máy bay, điều to như thế, nặng như thế, mạnh bay nên về cũng là lạ nha, cũng hơn được phép. Nhưng mà cái sự phát triển, sự chế tạo ra máy móc cũng chưa bằng cái sự cải thiện con người. Đúng rồi. Vì con người vẫn là số 1, nếu mình đã chế ra máy, bây giờ mình lại lựa chọn máy là sao? Cho nên cái y học á, nó bám sát vào con người. Nên cái phát triển về y học là cái đáng quan tâm nhất. Bởi vì nếu mình không khỏe, mình bệnh, sao mình làm gì đâu. Cho nên mình tập trung Việt Nam mình hiện nay đó, nếu mà so với mấy nước tiên tiến mình thua xa, quá xa luôn. Nhưng mà bây giờ phải nói là mình cũng có may mắn là thỉnh tiện mình được cái này, và cũng có đông đảo học trò, kể cả những người ngoại quốc, người ta rất là tin tưởng, người ta rất mê cái phương pháp này, người ta làm kết quả. Thì cái đó thì cho rằng nên tập trung vào khai thác tiếp, triển khai tiếp cái phương pháp này, vì nó mang tính nhân văn, nó mang tính tự nhiên, và nó chứng tỏ rằng con người còn tồn tại trên trái đất này, và nó chứng tỏ rằng con người cũng có những khả năng mà tức là nó rất là phi thường, giống như máy mà em nói đó, con người có khả năng là như thế, và như thế là chúng ta thấy rằng chúng ta rất là yên tâm, vì con người ta vẫn còn sống và cũng có những phương pháp để làm cho con người nó tốt đẹp hơn, và một cái để mở trai đấy đó là nó làm giải quyết được môi trường. Cái gì thuốc men nó có những cái độc hại, rồi máy móc này kia, thì nó kéo thêm một những vấn đề hệ quả, những hệ quả xấu đó. Trong khi mình làm này rất tự nhiên, thì đó là cái vấn đề cũng phải đáng quan tâm, là nó giải quyết vấn đề môi trường độc hại ở trên cái đất này. Tức là tóm lại nó là một ngành y học nhân văn, đưa con người ta phát triển theo đúng quy luật và trở với bản thể của loài người, và nó khắc phục những cái nhược điểm của công nghệ, tức là sử dụng máy móc mổ xẻ vân vân, thì nó kích hoạt cái khả năng tự chữa bệnh của một vài người. Thế thì hôm nay là một cái buổi đã trước khi em nói tôi là thầy nhớ thì nhớ thầy nói đã. Có một cái mà bây giờ thì thấy ở những công nghiệp á, ví dụ ta đi làm về để chui một cái ở chung cư đi, thì giống thật sự là giống như mình chui cái hộp á, thì ít khi quen nhau, ta đi về khuya thì mình ta cũng biết hàng xóm kế bên là ai, có khi lâu lắm mình ta mới quen. Thì lần hồi con người xa cách nhiều lắm, tại bây giờ con người có máy móc kiểu này thì nguy hiểm lắm, tối ngày cứ chui có ngón máy này thì không còn quan hệ với cái người đối tượng, là ví dụ vợ mình hay bạn bè mình gì đó, thì nó mất dần cái sự mối liên hệ nhẹ giữa người với người, và nó bị máy móc thay thế. Thứ hai là những cái tình cảm giữa con người với người nó mất dần, vì người ta có cái này người ta đâu lo gì nữa. Ăn uống đôi khi bây giờ ông cần ăn uống gì nó có một miếng giống như thuốc á, mình ăn vô miếng protein mình đủ no rồi, mình cũng chẳng cần ăn gì linh tinh. Để đi chơi thì có cái này rồi, cái gì cũng đủ thứ trong cái máy này, cái gì cũng có đủ thứ. Nhưng mà cái hiện dẫn ra đời mai thì lúc, tức là mình vẫn còn đụng đến người, mình vẫn còn có cảm xúc, mình có cảm giác được, thì cái đó là cái vấn đề quan trọng. Bởi vì nếu mà con người mà cứ dính vào máy vậy mà không có dính với con người thì rất là nguy.
Thứ hai là nó cải thiện cái mối quan hệ trong tình cảm với nhau, cũng như những cái mà gọi là lương lý Á Đông á, những cái mà em nói nhân văn á, thì có những cái biến những tình cảm tốt đẹp rồi những chúng ta trở lại cái thời hơi xưa một chút, mặc dù vẫn hiện đại, nhưng nó nhờ những chẩn á thì có ra những cái tâm ngôn. Bên cạnh những cái mình chữa bệnh mình theo vật lý á, thì có những cái tâm ngôn giống như một cái những cái trở lại những cái thời kỳ của tổ tiên ta khi xưa đó, sống có nề nếp, có đạo đức, có theo những cái gì mà làm cho lực lượng thể tốt đẹp hơn á, mà nó đem lại hạnh phúc và sự bình an á, trong cơ thể như là phát triển cái trí huệ này đó. Thì cái đó là những chẩn bị đạo làm được. Vì thầy thêm cái đó thì có vấn đề âm dương khí công, nó giống như thiền đốn ngộ vậy này. À, những cái thức ăn tự nhiên để ăn theo được âm dương, chứ không phải là ăn mà những cái theo ảnh hưởng quá chất nhiều quá nó cũng tốt. Trước khi em đi vào về thì xin bổ sung cái đó. Được rồi. Như vậy là diện trần không những giúp con người ta hoàn thiện về mặt thể chất, nâng cao sức khỏe, mà giúp cho con người ta hoàn thiện về mặt tinh thần, giúp cho người với người gắn kết với nhau hơn, hạnh phúc hơn. Thì cái đó dù có công nghiệp lần thứ mấy chăng nữa, người ta vẫn cần đến hai yếu tố này. Đúng vậy, đúng. Hôm nay là một buổi nói chuyện rất là thú vị với cả thầy Bùi Phước Châu, nhà phát minh phương pháp diện trần. Mình cũng học hỏi được rất nhiều điều từ thầy qua cuộc nói chuyện này. Chúc các bạn cũng thu được những cái điều rất là bổ ích. Và xin chào, hẹn gặp lại vào các video tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.